Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì những cái tựa game T-Coin như này thì nó yêu cầu các bạn là hoàn thành cái công trình của nó thôi các bạn. Thì khi các bạn hoàn thành cái công trình này rồi thì sẽ nhận được cái vật phẩm nhé. Nhưng mà hiện tại thông tin cái vật phẩm ngày leak thì nó chưa có cụ thể nha các bạn. Nay là hôm qua mình có cho các bạn một cái video cũng chơi T-Coin, hình như cũng là nhà phát hành này luôn các bạn. Nhưng mà cái vật phẩm nó chưa leak các bạn. Thì nói chung là khi nào mà các bạn nào muốn á thì các bạn có thể lấy trước, các bạn có thể chơi và hoàn thành trước. Khi mà cái vật phẩm đó leak á, mình sẽ thông báo cho các bạn và các bạn chỉ cần vào nhận thôi nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo. Thank you.